Phần thứ nhì, hai con đường 101. Và bây giờ đây, bạch sư phụ từ bi, xin ngài chỉ đường cho kẻ khác. Ngài hãy xem tất cả những kẻ đến gõ cửa để được thâu nhận đường ở trong cảnh dột nát, tối tăm chờ mong cửa diệu pháp mở rộng. Tiếng của các thí sinh 102. Hỡi đức thầy từ ái, ngài hạ đành chẳng tiết lộ tâm pháp sao? Ngài hạ đành chẳng dìu dắt tôi tự ngài vào con đường giải thoát sao? Đức thầy nói 103. Con đường có hai, sự chỉ thiền có ba, sáu đức hành biến đổi thân hình thành cây trí tuệ. 104. Ai sẽ bước đến gần? 105. Ai sẽ vào trước? 106. Ai là người thứ nhất nghe giảng hai con đường vô một và chân lý của tâm pháp? Pháp môn bảo đừng học, pháp môn đó dạy minh triết và tiết lộ một câu chuyện đau thương. 107. Hỡi ôi, tất cả mọi người đều có Alaya nơi mình, đều là một với đài hồn và có nó nơi mình mà không mấy ai biết dùng Alaya. 108. Kìa xem, cũng như mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước im lìm, Alaya phản chiếu trong vật nhỏ cũng như vật lớn. Nó soi bóng trong các hột nguyên tử tỉ ti, nhưng không sao soi thấu tâm vạn vật được. Hỡi ôi, ít người lợi dụng được tặng vật vô giá là sự học hỏi chân lý, sự nhận thức đụng đặng các sự vật hiện hữu, sự trí thức cái không hiện hữu. Để tự hỏi 109. Thưa thầy, con phải làm thế nào để đạt được minh triết? 110. Thưa đấng sáng suốt, con phải làm thế nào để được toàn thiện? 111. Hỡi đệ tử, hãy tìm kiếm đường đi, nhưng con phải có tấm lòng trong sạch trước khi bắt đầu cuộc hành trình của con. Trước khi cất bước ra đi, con phải tập phân biệt cái chân và cái giả, cái vô thường và cái trường cửu. Trên hết mọi sự, con phải tập phân tách sự học của đầu óc và sự minh triết của tâm hồn, nhãn pháp và tâm pháp. 112. Sự vô minh giống như một cái hũ đầy kín không có không khí, linh hồn như chim bị nhốt trong hũ, nó hết liễu lo đập lông vẫy cánh, con chim sơn ca câm miệng tê cổng và chết mòn. 113. Tuy nhiên, sự vô minh còn hơn sự học của đầu óc mà không có sự minh triết của tâm hồn soi sáng và hướng dẫn. 114. Hạt giống minh triết không thể nứt mộng đâm chồi trong chỗ không có khí trời. Muốn sống và gặt hái kinh nghiệm trị phải hiểu cho rộng và cho sâu, và có những điểm kèm nó đến linh hồn kim cương. Con chỉ tìm những điểm đó trong cõi của ma vương, mà phải đem tâm hồn lên khỏi ảo cảnh để tìm sự tồn tại đời đời bất dịch, bất biến. Và con phải đề phòng những khiêu gợi lừa dối của tưởng tượng. 115. Bởi vì cả trí giống như tấm gương, nó chứa chất bụi bặm và phản chiếu hình ảnh bụi bặm đó. Phải có ngọn gió êm dịu của tâm hồn minh triết mới thổi bay bụi trần ảo mộng của chúng ta. Hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy tìm cách hòa hợp trí và tâm hồn con lại. 116. Phải xa lạnh sự vô minh, mà cũng phải lạnh xa ảo ảnh. Con phải ngoảnh mặt, đừng nhìn những lừa dối của trần thế. Con chớ tin giác quan của con, chúng giả dối, nhưng trong cái kho chứa cảm giác là thân thể con đó. Con hãy tìm con người trường cửu trong cái vô ngã, và khi tìm được rồi, con hãy nhìn trở vô trong. Con là Phật đó. 117. Hãy xa lạnh lời ca tùng, hỡi kẻ nhiệt tâm sùng đạo. Lời ca tùng đưa đến huyền ngã, thân thể con không phải là chân ngã con đâu. Chân ngã con không có thân và lời khen chê đều không ảnh hưởng đến nó được. 118. Tự mình xưng tùng lấy mình, hỡi đệ tử, không khác nào kẻ ngông cuồng leo lên tháp cao ngồi tự đắc,
không còn thấy ai hơn là thấy mình. 119, cái học sai lầm bị nhà hiền triết bác bỏ và định luật tốt lành tung nó bay theo gió. Bánh xe pháp quay cho tất cả mọi người, kẻ khiêm tốn cũng như kẻ kiêu căng. Nhãn pháp để dành cho quần chúng, tâm pháp dành cho kẻ được tuyển lựa. Hàng thứ nhất lặp lại một cách kiêu căng, hãy coi tôi biết. Hàng sau là những kẻ thâu lừa một cách khiêm tốn và nhỏ nhẹ thú nhận. Đây là điều tôi đã nghe được. 120, hỡi đệ tử, cái sàng to là danh từ để gọi tâm pháp. 121, bánh xe diệu pháp xoay mau lẹ cả ngày lẫn đêm, nó làm cho tróc lớp vỏ vô giá trị của hột lúa vàng. Nó lọc bột cho hết chất vô dụng, bàn tay nhân quả điều khiển bánh xe, sự tuần hoàn là nhịp đập của trái tim nhân quả. 122, chân tri thức là bột, sự học sai lầm là trấu. Nếu con muốn ăn bánh minh triết thì con phải nhồi bột với nước Amrita trong ngần. Còn nếu con nhồi trấu trong nước sương mù ảo mộng thì con chỉ có thể làm ra món ăn cho loài chim tự xanh lão khổ. 123, nếu ai nói với con rằng muốn thành la hán con phải dứt sự thương yêu đối với mọi người thì con hãy trả lời là họ nói lão. 124, nếu ai nói với con rằng muốn được giải thoát con phải ghét mẹ bỏ con đừng nhìn cha nữa mà chỉ gọi người là gia trưởng thôi bởi vì con phải dược lòng trắc ẩn đối với người và vật thì con hãy nói cho họ biết là họ nói vô lý. 125, đó là học thuyết của bọn Titikas, hàng người ngoài đào. 126, nếu ai dạy con rằng tội lỗi do hành động gây ra và muốn có hạnh phúc phải đừng làm gì hết, con hãy nói cho họ biết là họ lầm. Không tiếp tục công việc của loài người, giải thoát thần trí khỏi vòng nô lệ bằng cách thôi làm tội lỗi suông không phải là việc thích đáng cho chân nhân đang chịu luân hồi. Đó là lời của tâm pháp. 127, nhãn pháp là hiện thân của cả bên ngoài và cả không tồn tại. 128, tâm pháp là hiện thân của bồ đề, cái thường trụ và thường tồn. 129, cái đèn cháy rạng tỏ. Khi mà tim và dầu đều sạch sẽ, muốn cho tim và dầu được sạch thì phải có người săn sóc lau chùi. Ngọn lửa không biết cỡ sự lau chùi đó, nhánh cây bị gió thổi oằn oài nhưng thân cây vẫn đứng yên. 130, sự hành động và sự bất động đều có ở nơi con. Sắc thân con cử động, trí con yên tình, tâm hồn con trong suốt như nước hồ trên đỉnh núi cao. 131, con muốn có trở nên một nhà yogi trong vòng thời gian không? Nếu có thì hỡi đệ tử. 132, con chợt tin là ngồi trong rừng sâu kiêu hành sống riêng biệt với người đời. Con chợt tin là đói ăn rễ cây khát uống nước tuyết. Con chợt tin là mấy điều đó sẽ dắt con đến mục đích giải thoát cuối cùng. 133, con chợt tưởng rằng tự làm cho mình gãy xương rách thịt là hợp nhất được với chân ngã tịch tình của con. Con chợt tưởng rằng khi đã thắng được tội lỗi của xác thịt thì hỡi nàng nhân của hình bóng của mình, phần sự của con đối với vạn vật và nhân loại đã xong xuôi. 134, những bậc hiền nhân rất khinh bỉ những hành động như thế vì sư tử pháp đấng từ bi vô lượng đã hiểu rõ nguyên nhân của sự đau khổ trần gian, liền từ bỏ ngay sự yên nghỉ êm đềm nhưng ích kỷ nơi chốn rừng hoang tịch mịch, bỏ cảnh Aranyaka, người trở ra đời làm thầy của nhân loài. Sau khi Như Lai đạt niết bàn, người đi truyền giáo khắp chốn núi non cùng đồng nội và thuyết giảng trong các đô thị cho thiên thần và người. 135,
Con hãy gieo những hành vi tốt và con sẽ gặt hái kết quả của những hành vi đó. Quên sót một hành động bác ái là vi phạm một tội lỗi nặng nề, bậc hiền triết nói như thế. 136. Con còn kiêng cự sự hoạt động nữa chăng? Không phải làm như thế mà hồn con sẽ được tự do đâu. Muốn đạt được đến niết bàn phải đạt sự từ tri, và sự từ tri vốn là con đẻ của hành vi từ thiện. 137. Hỡi thí sinh, con phải kiên nhẫn như kẻ không sợ sự thất bại, không dưa nịnh sự thành công. Con hãy đặt mắt của tâm hồn nơi ngôi sao mà con là tia sáng, ngôi sao chọi lòi trong chốn sâu thẳm tối tăm của bản thể trường tồn, trong cõi vô biên vô tận của cái bất khả tri. 138. Con hãy bền chí như một kẻ sống đời đời, những hình bóng của con sống và tàn tà, cái sẽ sống mãi ở nơi con, cái biết ở nơi con, chính nó là trí thức, không phải thuộc về đời sống phù du này, đó là con người có tồn tại từ trước, hiện đang tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi. Đối với con người đó, giờ cuối cùng sẽ không khi nào gõ. 139. Nếu con muốn gặt sự bình an, yên nghỉ êm đềm, thì con phải gieo hột giống công lao nơi miệng ruồng, sẽ gặt mùa tới. Con phải nhận lãnh những nỗi đau khổ của kiếp luân hồi. 140. Hãy lui vào bóng tối để cho kẻ khác hưởng ánh nắng mặt trời. Những dòng nước mắt tưới lên miếng đất khô khan đầy nhọc nhằn, đau khổ sẽ làm mọc lên bông trái theo luật thù đáp của nhân quả ở trên lò lửa của đời người và trên làn khói đen của nó, bốc lên những ngọn lửa nhẹ nhàng tinh khiết càng ngày càng cao dưới tầm mắt nhân quả, để cuối cùng dệt nên canh chỉ rực rỡ của ba thứ đạo phục. 141. Ba thứ đạo phục đó là Nimanakaya, Sambhogakaya, Dhammakaya, thử y phục tuyệt diệu. 142. Quả thật là áo sanwa có thể mua được ánh sáng đời đời. Áo sanwa đủ đem lại cho con người cảnh niết bàn tịch diệt và chấm dứt sinh tử. Nhưng hỡi đệ tử, nó có thể giật chết lòng từ bi. Có thể nào những đức Phật tròn lành một khi đã tròn vào mình sự vinh diệu của Pháp thân Dhammakaya thì không còn giúp vào sự cứu vớt nhân loại được nữa. Hỡi ôi, đám sinh linh kia sẽ bị hy sinh cho cả ta đó sao? Cả nhân loại sẽ bị hy sinh cho hạnh phúc của những đơn vị. 143. Hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy biết rằng đó là con đường mở rộng, con đường hạnh phúc ích kỷ mà những bậc Bồ Tát đi theo con đường tâm pháp, những đức Phật từ bi xa lãnh. 144. Sống để làm lợi ích cho nhân loại là bước thứ nhất, thực hành sáu hành cao quý là bước thứ nhì. 145. Mặc áo Nimanakaya vi diệu là khước từ hạnh phúc đời đời cho mình để giúp vào sự cứu giúp nhân loại. Đạt được chân phúc niết bàn nhưng không hưởng đó là bước cao quý cực điểm, bước chót trên con đường từ bỏ. 146. Con hãy biết, hỡi đệ tử, đó là con đường bí mật mà các đức Phật tròn lành đã chọn lựa. Các ngài hy sinh mình cho chúng sinh còn yếu đuối. 147. Tuy nhiên, nếu tâm pháp quá cao đối với con, nếu con cần tự giúp lấy con và sợ không dám cứu trợ kẻ khác thì, hỡi kẻ yếu tính, ta cảnh báo cho con biết, con nên ăn phần theo nhàn pháp thì hơn. Con hãy cứ hy vọng, bởi vì nếu hiện giờ con chưa có thể theo đuổi con đường bí mật thì mai một nó sẽ vừa với sức con. Con nên biết rằng những sự gắng sức hướng về đường thiện hay đường ác, dù nhỏ đến đâu đi nữa, cũng không thể tiêu mất nơi cõi nguyên nhân. Dù cho làn khỏi bay cũng không thể không còn dấu vết.
Một lời nói phũ phàng thốt ra trong những kiếp trước cũng không tiêu mà vẫn luôn luôn trở lại. Dây tiêu không thể trổ xanh bông hường, và hoa lài trắng tinh khả ái không thể biến thành gai góc. 148. Ngày nay con có thể tạo những cơ hội may mắn cho ngày mai của con. Trong cuộc đời hành trình, những nguyên nhân gieo ra mỗi giờ đều sẽ có một kết quả của mọi thứ, bởi vì định luật chỉ công thống trị thế gian. Với một trận đầy tới mạnh liệt, không khi nào xa lạc, luật công bình mang lại cho con người hạnh phúc hay đau khổ, cái hậu quả của nghiệp báo của tất cả tư tưởng, hành vi của chúng ta từ kiếp trước. 149. Con hãy lãnh lấy tất cả những gì mà công lao dành cho con. Hỡi người có tấm lòng son sắt, hãy vui vẻ, an lòng lãnh số phận mình. Đó là nghiệp quả của con, nghiệp quả của các kiếp luân hồi của con, mà cũng là vận mình của những kẻ trong cảnh đau buồn sanh ra đồng thời với con. Họ đã vui mừng và than khóc kiếp này sang kiếp khác, liên hệ với các hành động từ kiếp trước của con. 150. Bây giờ con hãy làm cho người, rồi ngày mai người sẽ làm cho con. 151. Chính mầm từ bỏ bản ngã sẽ trổ xanh trái ngọt của sự giải thoát cuối cùng. 152. Kẻ nào vì sợ ma vương, vì em mình còn lòng vì kỳ mà không dám giúp người, kẻ đó đành phải chịu chết. Kẻ đi đường xa mệt mỏi, muốn xuống sông tắm cho mát mà sợ nước cuốn, có thể chịu nóng không nổi mà chết, vì lòng ích kỷ mà không dám làm gì hết, chỉ đem lại quả xấu mà thôi. 153. Người sùng đạo ích kỷ sống không mục đích, người không làm tròn phần sự ở đời cũng sống vô ích. 154. Con hãy lăn theo bánh xe đời, hãy lăn theo bánh xe nghĩa vụ đối với nòi giống, họ hàng, bạn hữu và thù nghịch, và đừng nghĩ đến những vui thích cũng như những khổ kịch. Con hãy làm khô kiệt sự thù bạo của nhân quả, hãy đạt những siddhis cho kiếp tới của con. 155. Nếu con không thể làm mặt trời thì hãy yên phận làm hành tinh nhỏ. Thực thế, nếu con bị trở ngăn không thể dòi tia sáng như mặt trời đứng bóng trên đỉnh núi tinh khiết trường tồn, thì hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy chọn một nghĩa vụ khiêm tốn hơn. 156. Hãy chỉ con đường, dù khi phải sống lẫn lộn trong đám quần chúng không ai biết đến con, nhưng sao hôm chỉ đàn cho những kẻ đi trong đêm tối. 157. Kìa, con hãy nhìn xem, con mắt của mít ma xuyên qua lớp lưới bao mặt màu đỏ sầm để lặng nhìn địa cầu đang yên giấc. Con hãy xem bàn tay sáng rực của Lakpa đưa ra trên đầu các nhà khổ tu một cách yêu thương che chở. Cả hai hiện giờ là bồ hà của mít ma, lặng lẽ thức canh trong đêm tối lúc vạn chủ. Tuy nhiên, trong những campus trước, cả hai đều sáng chói như Niếp Ma, và trong tương lai sẽ có thể trở nên hai ngôi mặt trời trở lại. Đó là cuộc thăng trầm của luật nhân quả trong vũ trụ. 158. Hỡi đệ tử, con hãy theo gương hai ngôi hành tinh đó, con hãy soi sáng và ủy lào kẻ khổ nhọc trên đường đào, và hãy tìm kẻ biết ít hơn con, kẻ đưa ngồi nản chí phiền muộn lòng đòi bánh minh triết và cả bánh nuôi cả hình bóng, không gặp thầy, không một tia hy vọng, không một lời an ủi, con hãy nói pháp cho người ta nghe. 159. Con hãy nói với y, hỡi thí sinh, kẻ nào đem tính kiêu căng và tự ái làm tôi tớ cho lòng sùng đào, kẻ nào tuy còn lưu luyện cuộc đời nhưng đem tính nhẫn nại và phục tùng đối với định luật như một đóa hoa dịu dàng dưới chân của Đức Thích Ca Mâu Ni, kẻ
kẻ đó sẽ trở nên một Tu Đà Hoàng trong kiếp hiện tại, pháp lực hoàn thiện, có thể nhận thấy đằng xa, thật xa, nhưng y đã bước được bước đầu, y đã nhập lưu và y có thể hoặc đắc sự thấy của con Phượng Hoàng trên đỉnh núi cao, sự nghe của con Hoàng Cái. 160. Con hãy nói với y, hỡi kẻ chỉ nguyện, lòng sùng đạo chân thành có thể hoàn lại cho y những tri thức mà y đã có trong những kiếp trước. Thần nhãn, thần nhị không thể nào đạt được trong kiếp ngắn ngủi. 161. Hãy khiêm tốn nếu con muốn có minh triết. 162. Hãy khiêm tốn hơn nữa nếu con đã có được rồi. 163. Hãy giống như biển cả thu nhận tất cả sông suối, vẻ yên tĩnh mênh mông của biển cả cũng vẫn không có gì thay đổi, nó không biết là có nước sông suối thêm vào cho nó. 164. Hãy dùng sức chân nhân để trấn áp phàm nhân. 165. Hãy dùng sức chân thần để trấn áp chân nhân. 166. Phải đấy, cao cả thay kẻ nào diệt dịch dục vọng. 167. Còn cao cả hơn nữa, kẻ nào mà chân nhân đã diệt dịch sự biệt có dục vọng. 168. Hãy đề phòng bản ngã, sợ em nó làm nhơ đến chân ngã. 169. Con đường đi đến tự do cuối cùng ở bên trong chân ngã của con. 170. Con đường này bắt đầu và chấm dứt ở ngoài bản ngã. 171. Mẹ của tất cả sông, rạch không được thiên hà và người. Titikas không cho là có giá trị gì đối với con mắt của bọn điên cuồng, thì nhân thân vốn trống rỗng, mặc dầu chứa đầy nước Amrita Cam Lồ. Tuy nhiên, nguồn cội của các sông thánh vốn ở nơi thánh địa, và kẻ có đức minh triết được mọi người quý trọng. 172. Bậc La Hán và hiền giả quán thông mọi sự, vốn hiếm có như bóng cây Udumbara, những vị La Hán sanh ra lúc nửa đêm đồng thời với cây thiên có 9 và 7 cộng với bông thiên nở trong đêm tối dưới giọt sương tinh khiết trong lòng giả lành ở đỉnh núi cao trùm tuyết, nơi mà bàn chân của những kẻ còn mang tội lỗi không khi nào bước đến được. 173. Không một vị La Hán nào, hỡi đệ tử, chứng được quả này trong kiếp mà linh hồn mới lần thứ nhất bắt đầu có nguyện vọng về sự giải thoát cuối cùng. Tuy nhiên, con chớ lo lắng. Không một chiến sĩ nào có lòng ẩn mồ để cuộc chiến trong trận đã tranh phong giữa đạo quân sống và đạo quân chết. Không một tên quân mới mồ nào là không được quyền vào trong con đường đưa đến chiến địa. 174. Bởi vì chiến sĩ phải thắng hay phải ngã. 175. Thắng tức là niết bàn sẽ về người trước khi người cởi bỏ cái hình bóng của người, di hài của người, cái nguyên nhân sinh ra những ưu tư và đau khổ vô tận vô biên, người sẽ được chúng sinh tôn kính như một vị Phật. 176. Nếu có ngã đi nữa thì cả chết của người cũng không vô ích. Những kẻ thù mà người đã diệt trong trần giặc chó sẽ không sống lại trong kiếp lai sinh. 177. Nhưng nếu con muốn đến niết bàn hay là bỏ đi không hưởng, con chỉ vì lý do muốn hành động hay không muốn hành động, hỡi con người có tấm lòng can đảm. 178. Con nên biết rằng vì Bồ Tát không hưởng sự giải thoát để mang những nỗi khổ cực của đời sống bí mật, được xưng tụng là bậc thường tôn, hỡi đệ tử ứng mồ, để chịu sự đau khổ từ chu kỳ này sang chu kỳ khác. 179. Con đường vốn có một, hỡi đệ tử, nhưng đến cuối cùng nó chia làm hai, có 4 và 7 cửa đánh dấu các đoạn đường. Ở một con đường bên này là hạnh phúc hưởng liền,
ở một con đường kia làm phúc hoạn lại. Cả hai đều là sự ban thưởng công lao, sự lựa chọn ở trong tay con đó. 180. Một con đường thành hai, một con đường công khai và một con đường bí mật. Con đường thứ nhất dắt đến mục đích, con đường thứ hai dắt đến sự từ hy sinh. 181. Khi đã hy sinh cả dạ tàm cho cả trường tồn, thì phần thưởng về con, giọt nước trở về nguồn cội. Con đường công khai dắt đến cảnh bất dịch, bất biến, đến niết bàn, đến trạng thái vinh quang cực điểm, đến chân phúc quả sức tưởng tượng của con người. 182. Như thế thì con đường thứ nhất là sự giải thoát. 183. Nhưng con đường thứ nhì là sự từ bỏ, do đó cũng gọi là con đường đau khổ. 184. Con đường bí mật dắt vị la hán đến sự khổ trí không thể tả, khổ vì thấy người sống mà vẫn chết, và thương xót mà không làm thế nào được đối với những kẻ phải chịu khổ cực theo luật nhân quả mà bậc hiền giả không dám làm cho dịu bớt. 185. Bởi kinh sách có nói, hãy dạy người đừng tạo nhân. Con quả giống như ngọn thủy triều đang lớn, phải để cho nó đi xuôi chiều của nó. 186. Con vừa đạt đến mục đích của con đường công khai là con sẽ cởi bỏ thân Bồ Tát và hưởng cảnh quang vinh cực điểm của Dhammakaya, tức là quên mất thế gian và loài người. 187. Con đường bí mật cũng dắt đến chân phúc của Đại Niết Bàn. Nhưng sau khi đã trải qua vô số kalpas, sau bao lần được cảnh Niết Bàn mà không hưởng vì lòng từ bi vô lượng đối với chúng sinh khờ dài. 188. Nhưng người ta nói rằng kẻ hưởng sau sẽ có quả vị to nhất. Samyak Sambuddha, đức thầy tròn lành đã bỏ chân ngà để cứu vớt chúng sinh và ngừng bước qua ở ngưỡng cửa Niết Bàn, trạng thái tinh khiết. 189. Bây giờ con đã biết rõ về hai con đường. Đến một ngày kia, hỡi con người có tâm hồn nồng nhiệt, khi con đã đi đến cuối con đường và qua khỏi bảy cửa, con sẽ phải chọn lấy một. Tâm trí con đã sáng suốt, con không còn bị bối rối trong những tư tưởng sai lầm, bởi con đã biết tất cả chân lý lồ nguyên hình và nghiêm nghị ngỏ ngay mặt con. Nó nói, 190. Vì lòng thương mình mà hưởng những quả an nghỉ và giải thoát cũng có ngọt ngào đôi chút, nhưng những quả của nghĩa vụ lâu dài và đắng cay, của hy sinh vì lòng thương kẻ khác, vì lòng thương anh em đồng loài đau khổ, còn ngọt ngào hơn nữa. 191. Vì độc giác Phật vâng lời bản ngã, vì Bồ Tát đã chiến thắng, đã nắm phần thưởng trong tay, nhưng vì lòng từ bi vô lượng mà nói. 192. Vì lòng thương người, tôi xin nhường phần thưởng to tát này lại. Ngài làm tròn đại nguyện từ bỏ. 193. Ngài là một đấng cứu thế. 194. Con hãy xem mục đích của chân phúc và con đường đau khổ dài đằng đằng ở chốn xa xăm kia. Trong hai con đường con có thể chọn một. Hỡi kẻ có chỉ nguyện chịu buồn thảm trong những chu kỳ sẽ tới. 195. Om Varapani Hum.